Nam mô Bổn Sư Thầy, Nam mô Tam Ma Ya, Nam mô Sam Khai Ya. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính đảnh lễ quý cô tín nữ và kính chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ tự nhiên xin cung thỉnh Pháp Sư mời đạo tràng cùng cung thỉnh Pháp Sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Vật Ngắm ngồi khấn quán Phật nhận lời những chăng nghĩ hơi biết lòng mở đạo giải đời nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn tuần một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ấm vô cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn đi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu đặng trí tia vẹn tuần. Dạ nam mô Bổn Sư Thầy. Bây giờ này cũng đến giờ đã chúng con đọc bài và kính mời Đại Đức Phật Tính lên để dạy cho chúng con bài học tiếp theo. Con cũng không nhớ thầy gì đi mới đọc về cho nên cũng đi nghe nhạc quần mời lại lên luôn chứ cũng không nhớ bài nổi nữa. Dạ kính con thỉnh Đại Đức Phật Tính Đại Đức Phật Tính nè có nghe không ạ? Con xin xin mất nè. Nam mô Bổn Sư Thầy. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Dạ kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng, kính chào đại chúng ở trung trung. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về thất tiền miên hay là bảy cái pháp ngũ nhập anusaya. Đúng ra thì hồi lúc này chúng tôi rất là khỏe, nhưng mà có một em trai bị ma bị quỷ nhập gì đó, thành ra gia đình đến năn nỉ chúng tôi tụng kinh, nên sau khi vừa tụng kinh xong bị giờ xuống tới phần thuyết giảng coi như là nó muốn hết hơi nhà, nhưng mà cũng phải cố gắng để thuyết giảng cho đạo tràng nghe. Vậy thì bây giờ trước khi bắt đầu vào cái bài giảng thì xin được thành tâm làm lễ tam bảo tấm tắc. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Bhutan Pawantan Apiwa Demi
Sokato Pangawata Thammo Thammang Namasami Subbati Bano Pangawato Savaka Sangho Sangkhang Namami Lokasa Nathang Varamutta Mahang Buddhanja Thammanja Banamami Sangkhang. Đệ tử xin nghiêm tình ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính nhân đến chư tôn đức tăng và xin chia điều này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. À, kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học về bảy cái pháp triền miên. Bảy cái pháp triền miên này còn gọi là bảy cái pháp ngủ ngâm, anusaya. Bây giờ thì chúng ta nên nhớ mình gọi bằng cái tên gì cũng vậy, nhưng mà mình cứ nhớ anusaya, mình cứ nhớ anusaya là được rồi. Cái anusaya ở đây thì ngủ ngâm hay là triền miên thì có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là những cái phiền não đó nó được huân tập từ nhiều đời nhiều kiếp, và bây giờ thì nó trở thành cái pháp triền miên, nó trở thành cái pháp ngủ ngầm. Cái pháp ngủ ngầm này thì chúng ta nên hiểu là không phải nó có sẵn ở trong tâm, không phải nó nằm ở một cái chỗ nào đó ở trong cái tâm của mình, mà khi nào mà nó có cảnh thích hợp, nó đầy đủ duyên, nó thích hợp thì lúc đó nó tự động phiền não nó sanh khởi thôi. Đó, các vị trưởng lão, các ngài có đưa ra cái thí dụ giống như là nước. Chúng ta thấy đối với cái mặt nước thì nó không có sống, không nhưng mà khi nào có gió tác động vào, có gió tác động vào thì chúng ta thấy rằng những cái gợn nó được đánh lên, những cái đợt sóng nó được gợn lên, thành ra đó triền miên ngủ ngầm là chúng ta thấy rằng là giống như là nó ẩn chứa ở trong đó. Nhưng mà chúng ta đừng có tưởng rằng là nó nằm ở đâu nha quý vị. Nó không có nằm ở đâu trong tâm của mình hết. Nó không có nằm ở đâu hết. Tại sao vậy quý vị? Tại vì đối với các pháp vũ vi, nó là có cái sự biến đổi, có cái sự thay đổi. Không có cái gì mà nó nằm sẵn ở đó hết. Nếu mà chúng ta tưởng là nó nằm sẵn ở đâu đó, nó nằm sẵn ở đâu đó trong tâm của mình á, thì coi như là chúng ta bị một cái thường kiến. Nó nằm sẵn có nghĩa là thường, nó thường có ở đó, nó thường túc trực ở đó, thành ra đó là chúng ta bị rơi vào cái thường kiến. Chúng ta nên nhớ là Đức Phật nói cho chúng ta nghe là các pháp hữu vi hoặc là các hành là vô thường, sabbe sankhara anicchati, các pháp hoặc là các hành là vô thường, có nghĩa là đối với tâm của chúng ta nó sanh diệt một cách liên tục, chứ không phải là pháp ngủ ngầm này mà nó nằm sẵn ở trong tâm của mình. Đối với ở trong một cái trong cái cuộc sống của chúng ta đó, trong một ngày đi, hoặc là trong một cái khoảnh khắc nhỏ thôi, ngắn thôi, mà chúng ta thấy rằng là có lúc chúng ta sanh khởi tâm thiện, có lúc chúng ta sanh khởi tâm bất thiện, thành ra do vậy mà chúng ta nói rằng là cái phiền não nó nằm ngủ ở đó. Nó có nhiều người nghe nói là ngủ ngầm, thấy cái chữ ngủ mà chắc là tưởng là nó nằm ngủ ở ngay chỗ đó, chứ thật sự ra đó là nó không phải là nó nằm sẵn ở đó đâu. Khi nào mà có cái cảnh hoặc là có cái điều kiện đủ thì lúc bấy giờ phiền não nó sanh lên thôi. Rồi chúng ta nên nhớ rằng cái phiền não ngủ ngầm này là do đâu quý vị? Do chúng ta tích trữ, đây là cái sự huân tập hoặc là cái sự tích trữ nó từ nhiều đời nhiều kiếp rồi, nhiều đời nhiều kiếp rồi, chứ không phải là mới đây. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng trong cái
trong cái luân hồi này đó, thì chúng ta sanh đi sanh lại, chúng ta làm đủ hết các loài luôn, chỉ có những cái cõi nào của bậc thánh chúng ta chưa có mặt ở trên đó thôi. Còn ngoài ra đối với phàm phu, những cái cõi nào mà phàm phu mà có mặt ở trên đó đó thì chúng ta đều có mặt hết. Chúng ta đã từng làm người, làm thú, làm vua, làm quan, làm trộm, làm cướp, đủ thứ quý vị. Thành ra chúng ta có nhiều cái tập khí hoặc là nhiều cái thói quen nó được huân tập nhiều đời nhiều kiếp đó. Vậy thì chúng ta biết được cái phiền não ngủ ngầm này rồi. Vậy thì đối với cái phiền não ngủ ngầm này đó là chúng ta có mấy cái phiền não. Chúng ta có tất cả là 7 cái phiền não. Dục ái triền miên, kama raga nusaya, rồi hữu ái triền miên, phẫn ức triền miên, ngã mạn triền miên, tà kiến triền miên, hoài nghi triền miên đó, rồi cuối cùng là vô minh triền miên. Thì chúng ta có 7 cái pháp triền miên này đó. 7 cái pháp triền miên này coi như là nó ẩn chứa ở trong thân tâm của chúng ta đó. Thì khi nào nó đủ hoàn cảnh, nó đủ điều kiện thì những cái phiền não triền miên này nó sẽ sanh lên. Vậy thì bây giờ trước nhất là chúng ta học về dục ái triền miên. Dục ái triền miên này hay là dục ái ngủ ngầm, có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là cái sự khao khát, là chúng ta luôn luôn lúc nào chúng ta cũng có cái sự khao khát để hưởng thụ năm cái trần cảnh, có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng có cái sự mà khao khát, có cái sự khát ái, mình thí dụ như giờ đối với tất cả mọi người chúng ta đều có cái sự mong muốn mà mình được gặp những cái cảnh sắc đẹp hay là những cái âm thanh dễ nghe. Nói chung là mình luôn luôn mình có cái sự mong muốn về cái điều này, mong muốn về cái điều kia đó. Thì những cái sự khao khát đó, cái sự mong muốn đó chúng ta gọi là dục ái triền miên, thì chỉ có những cái vị mà từ bậc A-la-hán trở lên thì coi như là không có cái điều đó thôi. Còn ngoài ra đó, quý vị biết rằng ngay cả những cái vị mà từ cõi phạm thiên hoặc là từ cõi chư thiên mà sanh xuống cũng bị chi phối bởi cái phiền não này. Thành ra quý vị khi mà quý vị chúng ta thấy ở trong pháp cú kinh đó có một cái tích truyện để mà chúng ta biết rằng là cái ái triền miên này nó rất là ghê. Thì ở trong pháp có nói về một cái vị ở trên cái cõi phạm thiên, cái vị đó mà trong pháp cú kinh mà chúng ta nhớ là cái vị đó tên là Anithi Gantha đó, có nghĩa là không có cái mùi của nữ nhân. Cái tên của cái vị đó chúng tôi Anithi Gantha có nghĩa là cái Ithi đó với cộng với Gantha là mùi, Ithi là nói về nữ tánh, rồi tiếp đầu ngữ á cộng lại phối hợp lại có nghĩa là không có cái mùi của nữ nhân, không có cái mùi của nữ nhân. Thì tại sao cái vị này tên là như vậy quý vị? Cái vị này từ cái cõi phạm thiên sanh xuống ở trong một gia đình rất là giàu có, là một cái cậu công tử. Rồi cái cậu công tử này khi mà còn nhỏ đó, là quý vị biết rằng là không có chịu bú sữa mẹ, mỗi lần
mà muốn cho cái hài nhi này nè, cái hài tử này mà bú sữa mẹ đó, thì mọi người á, người ta phải lấy cái miếng vải á, người ta che lại, người ta bịt lại để ngăn cách cái mùi của nữ nhân đó. Thì quý vị thấy rằng là những vị á, ở trên cõi Phạm Thiên á, là do trước đây ly dục, mà ly dục mới chứng và trú được các cái tầng thiền mới sanh về cái cõi Phạm Thiên. Thành ra bây giờ sanh xuống á, nó còn cái dư âm, nó còn cái dư âm. Thành ra từ nhỏ đó, cái vị này á, là coi như là không có thích cái mùi của nữ nhân. Thành ra có cái tên là Anithanga. Thì khi mà cậu ta được nuôi lớn lên rồi đó, thì cha mẹ đó ngà cứ bắt ép gả ngà để mà lấy vợ, rồi cũng chiều lòng cha mẹ ngà. Nhưng mà cậu có một cái điều kiện, ngà cậu có một cái điều kiện với cha mẹ đó là chờ đó là cậu lấy vàng tạc ra thành một cái tượng, ngà tạc ra thành một cái tượng, rồi cậu ta mới nói rằng là nếu mà cha mẹ mà tìm cái người được cái người phụ nữ á mà đẹp giống cái tượng này á, à, đẹp giống y như trong cái tượng này đó, thì con đồng ý sẽ lấy vợ. Thì quý vị biết rằng cha mẹ của cậu ta mà là dân giàu có mà, rồi kêu những cái vị bà la môn khiêng cái tượng nó đi, khiêng cái tượng nó đi cùng khắp tất cả các xứ sở ở trong cái đất nước Ấn Độ thời đó, đi tìm cho được cái người phụ nữ mà đẹp giống cái tượng. Thì họ cũng ráng cố gắng họ đi tìm, rồi tìm một thời gian thì gặp được một cái người phụ nữ đẹp giống y như cái tượng đó luôn. Rồi xong rồi người ta vô, người ta xin hỏi cưới, rồi người ta mới báo tin về cho cái cậu công tử đó. Thì quý vị biết ở trong kinh mô tả lại, cái tử đó vừa nghe tìm được cái người con gái như vậy, cái người phụ nữ như vậy, thì tự nhiên cái tâm tham, cái tâm khao khát muốn gặp được cái người phụ nữ đó, nó nổi dậy liền. Vừa nghe báo tin thôi quý vị, thì chúng tôi kể ra cái câu chuyện này để cho chúng ta biết rằng là cái ái tiền miên á, nó còn tiềm ẩn, nó rất là ghê quý vị. Quý vị thấy không, sanh từ cõi Phạm Thiên sanh xuống, rồi nghe mùi nữ nhân chịu không nổi, nhưng mà khi mà trưởng thành thì cũng không có muốn lập gia đình nữa. Nhưng mà sau đó đó rồi chỉ cần nghe tả về cái nét đẹp của một cái người phụ nữ đó thôi, là coi như là cái sự khao khát mà muốn gặp cái người phụ nữ đó của cậu ta đã trỗi dậy. Rồi quý vị biết rằng đó, những vị môn á hỏi cưới cô gái đó xong, rồi dẫn cô gái đó đi về, trở về cái xứ sở của cái cậu công tử này. Trên đường về á, thì quý vị biết rất là xa. Rồi cái người phụ nữ này á, là do kiêng ăn để giữ cái nét đẹp ở trên cơ thể của mình đó, thành ra đi chịu không nổi nắng gió mưa sương ở bên cái xứ Ấn Độ. Thành ra giữa đường đã tắt thở, giữa đường đã chết. Khi mà giữa đường đã chết rồi á, thì quý vị biết là cái cậu công tử này á, vô cùng sầu thảm, vô cùng sầu thảm. Quý vị coi ở trong kinh mô tả lại, chúng tôi đọc từng chi tiết, quý vị biết rằng là coi như là cậu ta cứ là coi như là nửa ngày vào buổi sáng thì cứ đưa người đi để mà tìm tin tức coi đòn về tới đâu rồi, người đó về tới đâu rồi, rồi nửa ngày nữa, cái đến buổi chiều là hỏi thêm một lần nữa, ngày cứ là chuyên tâm để ý vô chờ đợi cái người phụ nữ đó về đó. Thì quý vị thấy rằng ở đây á, được lặp lại cái đoạn này, cái chỗ này đến quý vị, chỉ cho chúng ta biết rằng là đối với cái sự mà khao khát, đối với dục ái á, khi mà nó trỗi dậy thì nó khao khát quý vị đó. Quý vị đừng có nói rằng là chúng ta không có còn nha, chúng ta không có cái sự khao khát này nha. Thật sự ra đó, đối với mình á, nhiều khi á, những cái gì mà nó, ví dụ như có những cái chuyến đi hoặc là những cái cuộc vui, nó tầm thường thôi, nó tầm thường thôi mà chúng ta còn không ngăn được rồi. Quý vị biết rằng á, thí dụ như á, bây giờ á,
những người ở bên nước ngoài đi, là những người ở bên nước ngoài đi, có một dịp nào đó mình đầy đủ điều kiện, là mình đầy đủ tiền, đầy đủ sức khỏe, rồi ở bên quê nhà, quê nhà đang có chuẩn bị có cái lễ gì đó, mà bà con quyến thuộc của mình đó là coi như là toàn là thân thích, là toàn là những người mà yêu quý thôi. Thì quý vị nghĩ đi, cái ngày mà quý vị mà cầm cái vé đó mà chờ đợi đến sáng mai hoặc là chiều nay mà mình sẽ bay đó, quý vị thấy rằng lúc đó đó mình coi vậy chứ, mình rất là mình nôn nóng, mà mình chờ đợi, mình nôn nóng, nó đủ thứ chuyện hết. À, cũng như chúng tôi nhớ ngày xưa đó, à, khi mà chưa có tu học thì chúng tôi không có biết, nhưng mà bây giờ mình học rồi đó thì mình nhớ lại những cái trạng thái đó mình biết. Quý vị biết ngày xưa mà khi mà nghe mẹ mà nó dẫn mình đi Vũng Tàu hoặc là đi Đà Lạt đó, quý vị thấy rằng á, nguyên cái đêm nó đâu có ngủ, thức cứ chờ đợi, rồi đến chừng khuya đó thì mệt quá ngủ thiếp đi chút xíu. Vừa ngủ thiếp đi được tí xíu đó là nhức mình dậy là coi như là coi đồng hồ liền, là coi tới giờ chưa, là quý vị thấy rằng lúc đó là mình nhỏ, thành ra mình là cái người mà nó nôn đến nỗi mà mình là cái người mà dậy trước hết vậy đó. Mình luôn luôn lúc nào cũng có cái sự chờ đợi. Thì chúng tôi kể ra cái điều này á, để mà mình hình dung mình biết là trong cái cuộc đời của mình á, là coi như là đối với cái ái này á, luôn mà lúc nào nó cũng ngủ ngầm ở trong tâm của chúng ta đó. Bây giờ quý vị thấy rằng á, nhiều khi á, mình chỉ cần mà mô tả